Hi, chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thái Nhà Biển. Và hiện tại là Thái cùng anh Hùng, và hôm nay có sự trợ giúp của anh Lộc làm quay phim giúp Thái. Và hôm nay không phải là ba anh em mình đi đâu cả nhà, rất là nhiều luôn, là hơn 10 người đó cả nhà ơi. Nhưng hiện tại thì các anh, các chị và có một dì của chị Mai Bò nữa là ở bên trong rồi. Và hôm nay là nãy là mấy anh em mình vô nhận villa, cảm thấy villa này rất đẹp và rất tiện lợi, và muốn chia sẻ cho khán giả kênh Thái Nhà Biển biết nếu như mà mình có đi du lịch Vũng Tàu hoặc là Long Sơn, mình có thể lựa chọn một villa để mình nghỉ ngơi này, và thuận tiện đi lại những cái điểm du lịch ở Vũng Tàu. Thì villa này thì được sự giới thiệu của anh Hùng, nên chắc cũng nhờ anh Hùng để mình biết thêm chung thông tin của chủ villa. Thì đây là một trong số những căn villa của bà chị của mình. Thì nếu mà cả nhà mà muốn liên hệ để mình đặt villa thì vào mùa này thì giá nó cũng những ngày thường á, từ thứ hai tới thứ sáu cả nhà, trung bình là từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu sẽ là tùy căn. Còn những ngày thứ bảy như hôm nay nè thì giá nó sẽ là 5 triệu đến 6 triệu. Nói chung là cũng tùy thời điểm anh ha. Vào thời điểm du lịch đó thì ví dụ như là kính phòng hoặc là kính villa thì sẽ giá cao, mà thời điểm mà khách ít du lịch hoặc là đầu tuần thì giá khác ha. Em thích nhất là căn góc anh, biết sao không? Lỡ mình chạy xe lớn á, mình có thể đậu bên phía nhà mình này, rất là thoải mái luôn. Có chỗ đậu, có cái hàng rào nữa, khóa lại được luôn. Dạ. Thì nếu mà ai mình muốn đặt thì mình liên hệ qua số Zalo của chị mình là 0975493838 nha. Thái sẽ ghi bên dưới cho cả nhà. Dạ. Giờ này mình sẽ vào bên trong. Rồi. Thấy anh em mình đi khảo sát rồi. Mỗi người một cửa nè. Ê, cửa đó như khóa đó chị. Cửa đó như nó đóng cái chốt rồi. Dạ. Wow. Mời mọi người đã đến căn villa với chủ sở hữu anh em mình vào một đêm nay. Ở đây là rất an toàn luôn, an ninh lắm ha chị. Ở đây an ninh lắm. Này để em khó lại luôn. Móc này. Móc ra. Ok. Ai. Hồ bơi nè. Hồ bơi vậy chiều nay là mấy cho chị em mình sẽ có những tấm ảnh rất là tuyệt vời, những bikini chẳng hạn. Đấy. Nước rất là trong nha. Có hệ thống sủi bọt và sủi bọt khí luôn á. Massage ha. Dạ. Hệ thống massage. Cầu tù cho em bé. Cầu tù em bé lần này em quay lại thì có nhiều cái đổi mới. Ồ, cái này là anh đi rồi anh. Em đi rồi, chờ em ở mấy căn của chị em luôn rồi. Uy tín lắm. Chị anh có chồng chưa anh? Chị em có chồng rồi. Ồ, đẹp quá à. Hồ nước này khoảng 1m6 á. Dạ. Ồ, ngoài kia tới 2m kìa. Ồ, 2m là người lớn, 1m6 là các bạn đấy, chơi là vừa. Ồ, có ngay con thiên nga màu hồng nữa này cả nhà. Trời ơi, đẹp quá. Mấy cái này camera, phải làm một tấm hình thôi. Camera đồ đầy đủ luôn. Ồ, dạ em thấy này, hồi nãy ở ngoài cổng cũng có camera luôn cả nhà ơi. Ôi ôi, đã quá thích quá. Nhà thì không có, chỉ có ngoài đây thôi. Dạ. Khách rất là thoải mái. Ở cái này là nhảy xuống cái chấm bơi. Trời, mát hôm nay luôn. Mọi người tiếc là không có đem theo đồ bơi á. Đúng đi rồi. Theo đồ bơi xuống đây bơi rất là đã. Không, tiếc nữa mình sẽ đi mua. Em đã thông báo cho mọi người trong group rồi. Tại vì em nghĩ là villa Vũng Tàu là những cái hồ bơi mà em đi được trước đó nhỏ xíu thôi anh. Thì đó. Hầu như nó sẽ ngang nhỏ xíu vậy thôi, nên là còn đây là rộng từ bên đây chạy xuống bên kia luôn. Dạ. Trời ơi, to quá to. Rồi trong đây là có một cái hồ đang cá độ đánh pizza. Mấy thanh niên này. Thanh niên. Chào anh Linh. Xin chào. Chào anh Dương. Nãy giờ đánh gì mà mồ hôi một cái đổ ghê vậy? Chào mừng các bạn biết sao không? Cơ thủ của đất Vũng Tàu. Biết hai em nó dữ quạt luôn rồi. Hai em. Ủa cái này là đánh bi lỗ hay là đánh bi ba băng anh? Dạ bi ba băng. Bi ba băng đó cả nhà. Mà lấy bằng lỗ ra đánh. Ồ vô đây mà có cái này luôn đó là mình giải trí à. Thích quá. Con chào gì nha. Đây. Ở dưới đây thì sẽ có một căn phòng ngủ. Hôm nay Thái có đi chung với bé Mai nữa. Thì tí nữa bé hồi nãy vào thì bé hơi mệt thì bé ngủ rồi. Ở đây thì có bếp này cả nhà. Đó. Hồi nãy mình đi ra ngoài mình chưa quên giới thiệu cái lò nướng. Nó có cái lò nướng hả? Barbecue á, mình có thể mua hải sản và tối nấu. Nó ăn luôn đúng không? Trời ơi, em mà biết là em đóng hải sản của em xuống rồi. Trời trời. Đang nói gì vậy? Bỏ tiền vào á. Bỏ tiền vào gì thôi, để từ từ ạ. Đây, tắm hồ bơi xong rồi là vô là pha ly mì, ăn bánh, uống nước. Có bia. Có bia luôn, nhậu chung, luôn. Mọi người nhìn vào thì sẽ nghĩ là giá thì nhiều khi chủ nhà người ta bán giá cao này kia, nhưng mà có menu luôn nha. Ồ.
nên cả nhà đây, đây, yên tâm. Đây đây sổ sổ. Nước suối chỉ có 7.000 thôi. Ủa thì không anh để em coi. Hả? Bia 19. Ô nước suối 7.000 thì cũng bằng giá ngoài thôi, chứ không có chặt chém nha. Ừ. Có bán phao này mình cầm về được, súng nước là các bé nhỏ chơi nè. Nói chung là đầy đủ lắm. Thì con có cái này nữa nè. Đó, giờ cái nhanh này quá là thôi. Gọi là chiêu chiêu ấy. Ồ à. Đây đây đây, bếp bếp, tủ lạnh luôn. Bếp này là mình nấu ăn được luôn, để mà gia đình á. Dạ. Thì như mình có chia sẻ là một căn như vậy là ở từ 10 đến 12. Còn nếu mà mình gia đình đông có thể 15 cũng được nữa. 15 chén người cũng bát được đầy luôn. Đủ. Ồ chén bát. Bồn rửa chén nè. Có bếp luôn, bếp bếp từ nè. Này. Có phải nói là có nồi cơm điện luôn. Này phải cắm cắm điện vô là dạ. Xài được rồi đó. Nồi cơm điện này, lò vi sóng này. Đây tủ lạnh này là bỏ tủ nước lạnh hai cánh. Bỏ nước suối vào, bỏ nước ngọt vào để cho nó lạnh rồi mình uống. Nãy em mới bỏ cái này. À vậy hả? Anh nhớ không? Nhớ nhớ. Hồi sáng là anh em mình đi Long Sơn, bè cá Long Sơn ăn hàu này, ăn cá này trên kênh của anh Hùng. Là có chị gái của anh Lộc là rượu nho dừng. Nên là rất là ngon, em thấy là còn nửa chai nãy mọi người quên ấy, em chạy tới em lấy lại nè để ngăn mát. Mát quá. Đứng đây mình bị dính vào luôn. Cái đó là một pha tự hủy rồi. Đây là một cái góc view khác để mình đi ra hồ bơi nè. Hai cửa. Hai cửa trước và cửa bên hông. Okay. Khó. Nãy là anh em mình vô là chưa có khám phá hết, nhưng mà thấy cái hồ bơi là chấm trước đầu tiên cả nhà ơi. À, rồi, okay. Wow, sáng chưa? À. Cái này lại đang khó trên anh, mình phải biểu ba. Không, em nghĩ là với anh em mình thì đi một cửa được, còn anh Linh thì đi hai cửa. Qua đây là thấy rõ hơn cái chỗ máy sục nè. Nhà anh Hải, em mới bữa em coi nhà anh Hải có làm cái gì bồn tắm trong cái phòng của anh Hải cũng cái có máy sục này luôn. Máy sục jacuzzi. Dạ. Coi chừng tí anh. Đâu, camera chống nước mà. Đúng không, lo nhưng, gì. Nhưng em không muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà lo là cái mít đó. Dạ. Ôi, cái gì vậy anh Lộc? Thôi bây giờ mình lên trên nhờ. Mời, mời cả nhà. Hôm nay là anh mình là hơi bị dính ho. Các anh cứ đánh đá gì nha. Để em đi kiểm tra phòng với các anh. Dạ. Chúc các bạn quen nhà chị. Hình như là hôm nay là nhà của Linh đúng không? Đây. Wow. Phòng bên này á, ba phòng cả nhà. Wow. Hai giường luôn. Ở đây là nè, mình tính sơ nha, hồi nãy ở dưới là một phòng là bí mai đang nghỉ ngơi nè. Cho là hai người đi. Ừ. Cái này là 6 người nè. Đây là 4 là 6 nè, đó. 6 người. Có tủ để cái này có sẵn khăn không nè. Có nhiều villa sẽ không có khăn cho mình đâu cả nhà. Khăn phải là bọc riêng. Đây là tủ dành để móc quần áo nè, bàn trang điểm nè. Và ở đây hầu như là phòng cũng có cửa sổ hết. Bên đây thì nhà tắm không? Toilet rộng anh. Nhà tắm ở đây thì rộng nhưng mà không có, ở đây không có cái bồn. Em nghĩ là chỗ này là nếu mà thiết kế là vẫn bỏ bồn vào được này. Nhưng mà muốn bồn qua bên kia có. Có, để coi. Đi. Căn bên đây nè, căn bên đây là. Căn bên mình này. Tính coi có tổng cộng bao nhiêu chỗ. Hồi nãy là 6 rồi đúng không? 6 rồi anh. Đây là hai người là 7-8 nè. Đây là đó. Cái này là mình thấy là một cái mới của chị mình mới vừa làm. Từ giường đôi. Cái này thì những anh em á cũng rất là thích á. Anh em trong gia đình á kiểu như tranh giành nhau ngủ tầng nào á. Kiểu như hai anh em. Không, cái này tầng 1 á. Một tầng là một người. Thì ý em cái này là 2 nè. Là 9, 10 rồi đó. Dạ. Cái là 8, 9 là 10 rồi nè. 10 người. Bên này cũng có một toilet. Wow, bên này vẫn chưa có ấy nha. Này, bên trong nhà tắm này có cái bánh giang lược. Nhưng mà rộng quá. Phòng nào cũng có cửa sổ hết trơn. Máy lạnh nè, phòng nào cũng có ha.
Rồi, đây là phòng cuối cùng, phòng này là phòng master. Đây, phòng này hơi bị nhiều chỗ nha. Phòng này có tivi. Này. Tivi. Mùa hồi nãy là 10 đúng không chị? 11, 12 nè, cái này là 13, 13. Nè. Bên đây 14, 15. Đó, thấy chưa cả nhà. 16 nha, ở đây em nghĩ là nằm được 2 người nè. Ờ, giường dưới này là 2 người nè. Phải nha, để em thử nệm. Ồ, êm nha. Ồ, nhúng nhảy được nha. Nhưng mà kiểu như chưa kể mấy cái giường, mà mấy cái nệm á. Hồi nãy ngoài kia có 6-7 tấm nữa. Mình có thể trải ra, mình nằm ở nhà luôn. Dạ, nghĩa là mình đi khoảng 20 người. Vẫn có nệm dự phòng. Nhưng mà cả nhà nghĩ đi, chỉ có những ngày bình thường thì chỉ có, nói chung nó theo mùa nha. Ví dụ mùa này là mùa thấp điểm thì giá nó 1,5 triệu đến 2,5 triệu. Còn mà những mùa như em đi lần trước thì giá nó sẽ tầm 3 triệu đến 5 triệu ngày nhưng thường. Nhưng mà giá chung cho anh em mình luôn hay là giá tất cả mọi người? Tại vì là chị của anh đôi khi là giá giảm cho anh không? Không, cái này là giá chung á. Giá chung luôn hả? Đúng rồi. Tại vì có nhiều căn, nhiều kích cỡ. Dạ. Nên giá nó sẽ thay đổi chứ nó không cố định. Giờ em vào toilet bên này coi thử có bồn tắm không? Muốn bồn tắm có bồn tắm. Wow. Đây. Có bồn tắm nha. Đấy. Đó. Bỏ hoa hồng vào ngồi ngâm thôi. Ôi thoáng mát quá ha. Mở cửa này ra mình nhảy xuống bơi được. Ơi. Quan trọng là anh chui qua này được không? Đây là view hồ bơi này cả nhà. Ok đấy anh ạ. Nhưng mà mình được ra ngoài ban công nữa. Ra ngoài ban công nhìn xuống view dưới đẹp á. Dạ. Đây. Wow. Cái này em đứng như này em nhìn xuống giống như là ngày xưa mà các nhà lâu đài hoặc là cao cao tầng nhìn xuống như này đúng phim. Đúng rồi. Hoặc là những người bá hộ đó, những người giàu á. Đẹp quá, bên này có cây xoài mà chưa có trái ha. Có chứ trái không có cái cây á. Khèo qua hái. Trời ơi, đẹp quá. Rồi, đó là tổng quan của ngôi nhà đó chị. Dạ. Thì cả gia đình nó thấy ra biển thấy như thế nào chứ mà Duyên Thái thì mấy anh em rất là chấm về căn villa ở nơi đây. Đây mà mình chạy ra biển rồi trung tâm cũng gần anh hả? À, khoảng 1 cây. Khoảng 1 cây thì ở đây địa chỉ là bao nhiêu? Ở đây hồi nãy là nhiêu ta? 1F Lạc Long Quân thì phải. Dạ. 1F 31 xẹt 1S. À. Đúng rồi. Tí nữa Thái sẽ coi lại và thấy cái ghim địa chỉ và nhất là thấy để điện thoại, lỡ như căn này không có thì mình có căn khác thì cũng có chị luôn anh hả? Đúng rồi. Gần đây. Gần đây, nói chung là có nhiều ví dụ mà mình hết đúng không? Chị có thể liên hệ với những người bạn nữa. Đúng người rồi. Bạn của chị cũng có những căn villa cũng gần giống như vậy. Dạ, cái này giống như ở trên Đà Lạt anh ha. Cũng nghỉ dưỡng đã lắm. Chéo nhau á. Mà mùa này thì giá rất là hữu nghị luôn. Đó, cho nên là mình đi mùa này ok. Mà cả nhà biết không, nếu mà cả nhà đi Vũng Tàu chơi, cả nhà nhớ ghé Long Sơn ngang Hào ăn rất ngon. Và một trong những nổi tiếng của Vũng Tàu hay được gọi là xã Long Sơn. Và xuống Vũng Tàu mình có bãi trước bãi sau này, Ngọn Hải Đăng này, hoặc là Vũng Tàu dầu về đêm tiên nữa. Anh biết không, Vũng Tàu mà về đêm là em nhớ thời sinh viên. Lấy xe máy mấy anh em bạn bè là chạy thẳng xuống ăn liền tàu hủ ngay những cái cây cờ view biển, ăn xong rồi lên xe về. Chỉ là vậy thôi á. Chỉ vậy thôi, rất là tuổi trẻ cả nhà ơi. Và hy vọng Vũng Tàu sẽ là nơi mà du lịch mà mọi người sẽ chọn nếu như cả nhà ở gần như là Hồ Chí Minh nè, hoặc là cả nhà ở gần những cái địa điểm như là Bình Thuận với Thái, chạy tới Vũng Tàu cũng rất là gần, khoảng là từ hơn 2 tiếng một xíu thôi. Hoặc là từ Sài Gòn về đây nãy sáng em chạy như là gần lắm. Tiếng em đi rồi. 2 tiếng à, chị từ cao tốc chị đi gần hơn. Đúng rồi, là Thủ Đức sáng là xe của bên mình chạy xuống nào hơn 1 tiếng mấy thôi. Thì hy vọng cả nhà nếu như mà thích thì cả nhà alo cho chị Anh Hùng nha. Giờ thì anh em mình sẽ tắm rửa nghỉ ngơi và chuẩn bị chuyến cho những tăng sao. Và okay. Ê cả nhà ơi, giờ mình sẽ ghé vào quán bánh tiêu với biệt danh là ngon nhất Vũng Tàu. Bánh tiêu ngon nhất xì Vũng Tàu anh chưa? Dạ. Ở đây là mình ở địa chỉ nhiêu chị? 134 Lê Lai. Giờ rồi bánh tiêu đậu xanh và anh em mình sẽ lên xe và thưởng thức. Cảm ơn chị nha. Ở đây là chị đã chiên hết rồi cả nhà và mình tới là mình mua và mình lên xe thôi. Nghe đồn là ngon nhất nhưng mà không biết như thế nào. Ở đây cũng rất là nhiều nơi bán ăn vặt nè. Súp cua nè. Ở cung đường này toàn là đồ ăn không nha cả nhà. Bún thịt nè.
gà ta, hấp muối tiêu. Ở dưới này có mấy cái quán lẩu đầu cá ngon lắm anh Dương. Dạ. Cháo bồ câu. Trời ơi, cà phê tới mấy tầng luôn cả nhà. Đây nè. Ủa xe mình đậu đâu ta? Ở này mà xuống Vũng Tàu là tắm là mát cả nhà. Rồi mình qua đường nha. Anh mua hết 30 cái hết bao nhiêu tiền? 150 ngàn là 3 ngàn một cái. 3 ngàn một cái. Bánh bánh tiêu đậu xanh mà Thái cũng chưa ăn bao giờ luôn. Đậu xanh và trứng muối có hai vậy. Trứng muối nè anh. Wow. Ồ cái quán này cưng nhờ. Đây. Đẹp quá. Thôi, hết. Hiện tại là mấy giờ? Làm như vậy. Anh em mình đi đâu? Ủa? Trong đậu xanh ngon lắm. Đi đâu vậy anh em? Đây gọi là Sông Mai. Đang ăn bánh tiêu hương vị gì á chị? Hương vị đậu xanh. Đậu xanh em. Đậu xanh. Bánh ra bánh đậu xanh. 3 ngàn chị. Không. Dạ, ở đây là có gì dùa của chị Mai. Trời bà chế tạo này hay quá ta. Hình như là gì? Giống như bánh cam á. Đúng rồi, bánh cam. Gì chưa ăn bao giờ đúng không? Vì từ nè, 414 không giúp. À, vì mới từ Mỹ về. Nhờ hai. Không, Mai em thấy sao Mai? Ngon. Mai chuẩn bị đi ăn thử thách nhưng mà em ăn nhẹ thôi nha, để chuẩn bị đi thử thách. Thì Thái cũng sẽ ăn giống như bánh cam phải không Mai, nhưng mà làm chế tạo là bánh tiêu. Nó muốn ngọt có gì không? Gì vậy? Đưa gì chị? 414 không nhóc. Có kẻ hẳn là tới đường không nhất kẻ trái là tới luôn. Hẳn luôn hả? Là mọi người là đang chuẩn bị đi qua quán phía Mai thử thách ăn mì trộn mấy em. Ăn luôn gì? Người ta đâu còn. Ừ. Quên, hỏi mua bánh bông lan cho người ta ăn gì không? Thì quên. Người ta ăn gì quên. Mà ngon lắm đó chị. Ngon lắm ha. Nhưng em là nhân đậu xanh. Đậu xanh hả? Có nhìn khoảng một. Đúng không? Có những trứng muối chị ăn thử đi. Mà là trứng muối vậy? Ví dụ như là ba. Dạ. Sao chị? Ví dụ như là 3 ngàn một cái nhưng mà mình ăn ở cả nhà, mình ăn 2 cái á mình no, mình ăn buổi sáng á là cũng đỡ tiền ăn sáng lắm á. Ngon quá. Ủa nhưng trứng muối trong đây không? Trứng muối nha. Trứng muối ở nào? Cái nào? Đi đường nào? Đi đường nào khác nhau à? Ủa đi đường nào? Cái này chắc màu này quá. Đi đường nào khác nhau mọi người. Đi đường nào? Đó luôn. Đó quả trái, quả trái. Đi con khác ăn thử. Chị ăn thử trứng muối này thử ngon. Sao giống cái đường đó. Các bạn em ngưng ăn đi thôi, tao lát em ăn em. Cái gì cưng. Mọi người là đang em về em ăn. Đang dự bụng cho mấy mai em ăn xong em về em còn bụng mang tiếp. Không nhau mà ốc nhau, không nhau mà trứng muối nha. Cái gì vậy? Đậu xanh nha. Đậu xanh còn cái nào trứng muối đâu? Ai biết đâu. Chị lấy này là đậu xanh nè. Có Dương trứng muối không? Không, thử anh nha. Dương. Ờ, trứng muối đâu? Đậu xanh hết hả? Ừ, đậu xanh không được. Đưa đây. Hay là cái này là lạ nha. Đậu xanh luôn con. Đi đường nào mát. Vậy là đậu xanh không à, đâu có trứng muối đâu Dương. Bỏ tiệm xe bánh tiêu bán này ngoài Sài Gòn. Cô ăn trúng cái này nó nóng á. Sài Gòn được đó. Dạ. Cái này ăn được nóng ngon ghê luôn á. Vậy hả? Cái đấy nóng hả? Dạ nóng. Trời ơi 3 ngàn quá rẻ. Đây là ấy á. Nói là vô mùa là tới ấy rồi đó. Cái đậu xanh nó mềm. Ủa chị ở Sài Gòn là không có quán nào luôn hả? Không, Sài Gòn có này. Ngon. Cái này mang về Sài Gòn được á. Lĩnh nha. Đậu xanh nó mềm mà nó dạ. Đâu có trứng muối đâu Dương. Mình không có ngọt nha. Trời con dạ, hết con nhớ lưu lại cái khoảnh khắc này. Cô qua Mỹ cô bấm kênh Thái ở biển của xem nha. Đi quảng cáo kênh rồi cả nhà. Vì kênh mình còn nhỏ với nhà. Đây. Chúc em Mai tí nữa là thử thách thành công nha. Chị Mai về bán đắt hàng nha. Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu. Thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. À, đây là muối của bé Thái. Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là bộ cửa lấp nha cả nhà. Đây muối được hòa quyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá.
Sau đó chúng sẽ bỏ vào hạt. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái hạt như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những với khách hàng đầu tiên và những với khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha, hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái, mắm cái hay được gọi là mắm nêm, về Thái thường dùng để là ăn bún mắm này hay là ăn gỏi cuốn này. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những cái khớp này, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe.